Khuyến mãi sốc tặng miễn phí dùng thử 1 tháng. Khuyến mãi lên tới 4 tháng văn phòng Phùng Tiện Ích duy nhất tại Hà Nội Office. Miễn phí đăng ký kinh doanh, thành lập doanh nghiệp, tặng máy in. Hà Nội Office tự hào là nhà cung cấp dịch vụ cho thuê văn phòng ảo, văn phòng trọn gói, chỗ ngồi làm việc, co-working space, phòng họp uy tín chất lượng nhất Hà Nội. Truy cập ngay website hanoioffice.vn hoặc liên hệ hotline 085 339 4567 để nhận khuyến mãi. Hé lộ số tiền Vingroup đã chi cho các thương vụ mua lại GM Việt Nam và hãng điện thoại Tây Ban Nha. Bên cạnh các thương vụ M&A trong lĩnh vực bất động sản vốn được thực hiện thường xuyên trong các năm qua, trong năm 2018, Vingroup thông qua các công ty thành viên cũng mua lại nhiều công ty tiềm năng trong các lĩnh vực khác như bán lẻ, ô tô, dược phẩm, công nghệ. Tập đoàn Vingroup VIC vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất năm 2018 đã được kiểm toán với không có nhiều thay đổi so với báo cáo tự lập. Theo đó, tổng doanh thu thuần hợp nhất năm 2018 đạt 121.894 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế đạt 13.854 tỷ đồng, tăng lần lượt 36% và 52% so với năm 2017. Thông tin đáng chú ý trong báo cáo kiểm toán là một số giao dịch mua và chuyển nhượng cổ phần quan trọng trong năm. Bên cạnh các thương vụ M&A trong lĩnh vực bất động sản vốn được thực hiện thường xuyên trong các năm qua, trong năm 2018, Vingroup thông qua các công ty thành viên cũng mua lại nhiều công ty tiềm năng trong các lĩnh vực khác như bán lẻ, ô tô, dược phẩm, công nghệ. Trong mảng bán lẻ, Vingroup đã mua lại công ty cổ phần đầu tư Nhất Nam, doanh nghiệp sở hữu hệ thống siêu thị Vivimart và mua lại hệ thống bán lẻ điện thoại Viễn Thông A. Sau khi được mua lại, Vivimart được sáp nhập vào công ty Vincommerce và Viễn Thông A được sáp nhập vào công ty Vinpro. Trong khi thương hiệu Viễn Thông A vẫn được duy trì, thì toàn bộ 23 siêu thị Vivimart đã được chuyển đổi thành Vinmart, qua đó đưa Vinmart trở thành chuỗi siêu thị lớn nhất Việt Nam về số điểm bán. Vingroup cũng chi 443 tỷ đồng để sở hữu 96,4% cổ phần của công ty VinFA, doanh nghiệp có hoạt động chính là nghiên cứu, sản xuất và kinh doanh dược phẩm. Hệ thống cửa hàng thuốc VinFA ra mắt thị trường từ đầu tháng 11 năm 2018 dưới hình thức song hành cùng các cửa hàng Vinmart Plus. Một thương vụ đáng chú ý khác là mua lại 100% cổ phần của công ty General Motors Việt Nam, GM Việt Nam với tổng giá phí 919,4 tỷ đồng. Tháng 6 năm 2018, công ty VinFast và General Motors, GM đã ký kết một thỏa thuận hợp tác chiến lược quan trọng nhằm thúc đẩy sự phát triển của cả hai thương hiệu ô tô Chevrolet của GM và VinFast tại thị trường Việt Nam. Theo nội dung của bản thỏa thuận, VinFast sẽ tiếp nhận hệ thống đại lý ủy quyền hiện tại của thương hiệu Chevrolet và trở thành nhà phân phối độc quyền các sản phẩm và dịch vụ mang thương hiệu Chevrolet tại thị trường Việt Nam. Một trọng tâm khác của thỏa thuận này đó là việc VinFast nhận chuyển nhượng, tiếp quản toàn bộ nhà máy GM tại Hà Nội và triển khai những hoạt động đầu tư tăng năng lực để sản xuất dòng xe ô tô cỡ nhỏ hoàn toàn mới được VinFast mua bản quyền từ GM. Dây chuyền sản xuất mới dự kiến sẽ khánh thành vào nửa đầu năm 2019, bổ sung năng lực sản xuất cho VinFast bên cạnh nhà máy tại Hải Phòng. Tương tự như việc mua lại GM Việt Nam, Vingroup tiếp tục mua lại một doanh nghiệp nước ngoài khác là BQ, thương hiệu smartphone của Tây Ban Nha, để rút ngắn thời gian thâm nhập lĩnh vực sản xuất điện thoại. Các khâu quan trọng trong quá trình sản xuất smartphone Vsmart, từ nghiên cứu và phát triển tới thiết kế, sẽ do BQ đảm nhận và được phát triển theo tiêu chuẩn cao của châu Âu. Báo cáo tài chính của Vingroup cho biết, vào tháng 2 năm 2019, công ty Vintech đã mua 51% vốn góp của Mundo Reader, công ty chủ quản của BQ, thông qua việc mua phần vốn góp, phát hành thêm và mua lại từ các thành viên góp vốn khác với tổng giá trị chuyển nhượng là 35,7 triệu euro, tương đương 40 triệu USD. Không lâu sau khi ra mắt tại Việt Nam, Vingroup đã đưa điện thoại Vsmart sang phân phối tại thị trường Tây Ban Nha. Từ Kinh Kha theo trí thức trẻ, Độc Đáo TV tổng hợp và đưa tin. Lắng nghe những câu chuyện kinh doanh, những bài học xây dựng thương hiệu, trau dồi kiến thức khởi nghiệp để tôi luyện bản thân mỗi ngày. Độc Đáo TV, kênh thông tin kinh tế tài chính, kinh doanh khởi nghiệp. Đăng ký ngay.